Chào anh em bạn hữu đường xa. Hôm nay em thể cho các hữu xem một chiếc xe đấy, đầu kẹo châu Âu, Mercedes. Đấy, em sẽ đi một vòng cho các hữu xem nha. Con này tổng chiều dài là 24 mét các hữu nhá. Đây, đây là hệ thống kết nối giữa xe tải và mục kéo. Đấy, có dây điện rất là nhiều. Đấy, có camera lùi. Đây, đây là cái phanh của móc kéo. Hôm nào có thời gian thì là em sẽ review cho sâu hơn. Đấy, xe này là xe móc này là vừa tải vừa móc là đều xe đông lạnh cả hữu nhá. Con này dài 24 mét và tổng trọng tải nó kéo được là 125 tấn. Chiều cao của nó là 3m950, tức là gần 4m. Đấy. Con này có thể là dỡ động hàng và dỡ hàng hai bên hông cả thử nhá. Đây, em review cho bên trong cabin. Rất chỉ là bẩn vì là nhiều người chạy. Đấy, camera của nó đây. Đấy, nhìn như thế này. Đấy, Mercedes. Đây là gương chiếu hậu bằng camera nhé. Đấy, bên trong như thế. Đấy. Gương này đi ban đêm rất là sướng. Đấy, hàng nghìn chức năng nhưng mà thực sự là em không nghịch cho nên là em cũng chưa review được cho cả hiểu nhiều. Khi nào có thời gian em review sau. Đấy, hệ thống phanh điện tử nhá. Đấy, đây là giường khi nào anh em mệt là ngủ hay là có con em con út nào thì có thể ngủ đấy, ngủ mệt thì dậy làm cốc nước đó, có tủ lạnh đầy đủ, có lò vi sóng nha, nhưng mà là lò vi sóng nó thạo rồi thì là dễ chạy nổ cho nên là không lắp. Nhìn sơ qua rất chi là đẹp, con này đời 2020 và chạy được 240.000 cây rồi, 240.000 km. Mùa tháng 12 năm 2020, tức là cũng gần sáng 2021 rồi. Đây là hệ thống cái taco rap, tức là để ghi lại dữ liệu hành trình của người lái xe, tức là có cái thẻ đút vào đây thì có thời gian em sẽ review cho sau. Đấy, okay, còn là bên cạnh đấy thì là hệ thống điều khiển đông lạnh, tăng giảm nhiệt độ hay là ABC này nó nhiều thứ, hơn nghìn thứ khác nữa. Đấy, các hiệu chiếm ngưỡng đi, rất chỉ là đẹp, mà chạy rất chỉ là khỏe. Con này là 540 HP nhá. Đấy, đấy là em. Bắt đầu em di chuyển đây, em chạy đây. Rồi, cảm ơn các hữu đã lắng nghe, ủng hộ em nhá. Xin chào.